Tiếp theo thì chúng ta mở trang số 8 thì cái này mình sẽ là hướng dẫn cách dán phím. Thì dán phím thì chúng ta phải dán cho chúng ta sẽ phân biệt được các nốt như nào. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái kéo. Rồi chúng ta sẽ cắt từng cái phím là xong rồi chúng ta sẽ dán lên này. Dán đây thì nó có 3 kiểu, một kiểu là dán ở dưới này, dán dọc theo bên này. Một kiểu là dán ở trên trên này là trên này. Một kiểu dán là giữa này, và một kiểu nữa có thể dán trên này cũng được, hay là dán bất cứ đâu thì chúng ta thích, và có thể không dán được không sao. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái kéo, nó sẽ cắt cắt ra từng ô ô một, rồi chúng ta dán này, rồi chúng ta sẽ cắt. Chúng ta sẽ dán. Thì dán như nào thì chúng ta sẽ mở sang trang số 9, thứ tự là số 1, chúng ta sẽ lấy hết ra cho nó đúng thứ tự, phải dán đúng nhá, dán sai thì nó sẽ ký hiệu, nó sẽ thành linh tinh, nó sẽ để hết lên. Rồi đầu tiên ở giữa này chúng ta sẽ dán nốt đô, và đây mình sẽ dán lên trên. Xem là nốt đô à, các bạn thấy chưa, đó nốt đô. Rồi tiếp theo số 2 nốt rê. Như này dán làm sao mà canh cái khoảng cách cho nó tương đối, nó bằng nhau. Rồi rê 2. Nốt tiếp theo là nốt nốt pha. Nốt pha mà không có chấm nha các bạn. Đây, số 4. Nốt pha số 4. Đấy, nốt pha. Đó, mình dán nó sẽ không được đều thì các bạn để ý các bạn dán đều nhé. Rồi nốt pha. Nốt pha tiếp theo là số 6. Nốt là. Là rồi xong hơn là tiếp tục cái nốt nốt đô đô 1. Cuối cùng là mi mi 2 chấm. Rồi chúng ta đã xong cái bài tập. Bài tiếp theo bài dán nốt. Thì các bạn nào, nếu mà các bạn nào biết chơi guitar cũng không cần phải dán nốt vì biết nốt rồi. Các bạn là chưa đã chơi đàn nó bao giờ là chưa biết rồi. Rồi sau khi dán xong thì chúng ta tiếp tục qua bài trang số số 10. Rồi, xin chào các bạn, hẹn các bạn ở lại video sau nhé.